trong con có xem video niệm Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy sinh hành tuệ có một câu hỏi về việc ma vương thỉnh Phật nhập niết bàn Tôi cho con hỏi thêm khi ma vương thỉnh Đức Phật nhập niết bàn đến ba lần tại sao các vị vua của các cõi trời khác hoặc các vị phạm thiên không ngăn lại hoặc có vị nào thỉnh Đức Phật trụ thế trước đó vậy sư Cơ hội đó Nó chỉ đến một lần thôi Những cái trường hợp khác ví dụ như là trong suốt 45 năm Hoàng Pháp Không có ai thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế bởi vì uh, cái nhân duyên nó chưa có tới nhân duyên chưa có tới chỉ khi chỉ khi Đức Thế Tôn á uh, ở riêng một mình với ngài Ananda và ngài nói cái lời gợi ý nói về uh, cái lời gợi ý đối với ngài Ananda đó thì khi đó cơ hội nó mới xuất hiện nhớ giùm nha cơ hội cả cuộc đời đức thế tôn chỉ có duy nhất một cơ hội đó thôi một lần duy nhất thôi và ngài ananda đó bị ma vương ám che mờ đi cho nên là không có nhận ra được không có nhận ra được cơ hội mà thỉnh đức thế tôn trụ thế mà quý vị biết ngài ananda đó còn bị che mờ mà khi đó chư thiên thì tính là cái gì hơn nữa hơn nữa hơn nữa à, cái chuyện này thì trong thì không có thấy đề cập tới nhưng cái này mình chỉ đoán mò thôi cái này chỉ đoán mò đó là gì chư thiên thì một phần một phần á. những vị thánh thì không nói rồi ha, bởi vì các vị thánh á, thì mọi chuyện đều có nhân duyên các vị sẽ không can thiệp nhưng các vị phàm á, có thể uh, các vị đó nghĩ các vị đó nghĩ là ngài Ananda ngài sẽ thỉnh nó giống như mình đi với cha mẹ mình đi với cha mẹ mình đến nhà khách chơi đấy thì khách nói à, cái này bánh kẹo này anh chị có lấy cho con thì lấy nếu như mà mình là một đứa trẻ có giáo dục tử tế đó thì nếu như mà cha mẹ mình mình sẽ nghĩ là mình sẽ nghĩ là à, cha mẹ mình sẽ lấy cho mình, cha mẹ sẽ lấy cho mình chứ không có lý do gì khách nói như vậy mà mình lại mè nheo, mình khèo áo rồi mình uh, kêu cha mẹ lấy cái đó. Khách đã đề nghị như vậy thì mình sẽ nghĩ, một đứa trẻ có giáo dục sẽ nghĩ là cha mẹ sẽ lấy cho mình. Nha. Thì có thể có thể ở đây, lúc bây giờ đó, chư thiên họ sẽ nghĩ là ngài Ananda ngài sẽ thỉnh nha mà khi ngày ananda ngày không thỉnh ý, thì chư thiên mới tá quả nhưng mà khi khi đó là ma vương đã chen ngang rồi thì như vậy đó, chư thiên không còn cơ hội nữa chư thiên không còn cơ hội nữa giống như xếp hàng vậy đó lỡ rồi lỡ rồi thì phải để ma vương trình bày xong thì chư thiên mới có thể can thiệp vào nhưng mà như vậy đã muộn rồi ừ. và cái này là suy luận cá nhân của sư thôi à, còn trong kinh ấy thì ngài Ananda bị ma vương che à, ám cho nên là không có nhận ra được à, thành ra là ngài không đề nghị à, không có thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế À, lại thêm một chuyện nữa như thế này dù dù cho à, một cái chúng sanh ấy buông lời tán tháng hoặc buông lời dèm pha hoặc buông lời thỉnh cầu thích hợp hay không thích hợp thì ở trong kinh sư chưa thấy trường hợp nào bị chen ngang có thể đây là cái một trong những cái đức của một vị chánh đẳng giác tức là gì khi một chúng sanh nào đó thưa thỉnh bất kỳ việc chi đối với một vị chánh đẳng giác thì không thể bị sen ngang không thể bị sen ngang ừ. đây cũng có thể là do cái đức của đức thế tôn cho nên là khi mà ma vương à, thỉnh thì chư thiên không thể xen ngang